Ok, chào mừng anh em quay trở lại với chân hồ của mình nhá, và mình là Nó trên Vlog đây. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem nào, chúng ta sẽ cùng trở lại với chúng ta sẽ cùng trở lại với Gachalai. Hôm nay mình sẽ thiết kế một cái nhân vật. Sau khi đi tham tham quan một vài nơi ở trong thành phố, trong ở và trong cái phần live này các bạn này. Đấy, sau khi tham gia một số ở trong cái phần live này thì mình thấy rất nhiều những hình mẫu các bạn có thể xây dựng. Họ có thể làm mẫu để cho các bạn làm khá là đẹp mắt. Thì mình đang nảy ra ý tưởng là mình đang muốn thiết kế một cái nhân vật phù thủy. Hôm lần trước ấy, thì đây thì mình có thiết kế một nhân vật phù thủy rồi. Đây các bạn có thể thấy một nhân vật phù thủy rồi. Nhưng mà nhân vật phù thủy này trông lại không không có gì gọi là ác lắm. Trông cũng khá là ấy thôi, dễ thương thôi. Mình nay mình sẽ muốn là mình thiết kế một cái nhân vật phù thủy nó phải trông nó độc ác một chút. Ok, thì chúng ta cùng bắt tay vào làm luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ đến đầu tiên là lúc nào thì nó sẽ cho bạn chọn preset. Cái phần preset này thì nó là phần mặc định, thì các bạn có thể chọn hình mẫu nhân vật theo cái định lực như như vậy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ biến đổi cái nhân vật này. Cái preset này nó là mặc định rồi, các bạn quan tâm, các bạn chỉ cần quan tâm cho mình từ cái phần body này, từ cái phần body này nhá. Đấy, tùy theo các bạn muốn chọn nhân vật này là boy luôn. Nếu mà mình ấy nhân vật phù thủy độc ác thì có thể mình sẽ chọn nhân vật nữ, vì lúc nào nhắc đến phù thủy là sẽ nhắc đến mụ phù thủy độc ác chứ không bao giờ nhắc đến lão phù thủy độc ác cả. Nên bây giờ mình sẽ thiết kế này, các bạn có thể chọn màu da cho nhân vật. Nếu mà không phù thủy thì có thể mình sẽ chọn một cái màu da làm sao cho nó sẽ kiểu như là nó tối tăm một chút cơ. Đấy, nó phải tối tăm một chút, nó phải sẩm sạm, mặt nó phải sẩm sạm đi một chút. Đấy, có thể là sẩm sạm đi một chút, tối tối đi một chút. Có thể là mình sẽ chọn cái gam màu nó tối tối một chút, mặt kiểu nó sẩm sạm đi các bạn. Ôi, tạm thời như này. Ok, xong thì tiếp tục đến cái phần hớt chiều cao. Đấy, cái phần hớt chiều cao. Đấy, các bạn có thể chọn chiều cao to bé cho cái nhân vật này theo ý của các bạn. Mình thì mình hay để ở cái mức là trung bình là 5 thôi. Đấy, càng to càng bé nhé, càng bé càng to, và trong đây nó ngược ngược. Mình sẽ chọn 6 đi, à 4 đi. Ok, ở phần này thì là má ửng hồng này. Nếu mình thiết kế một nhân vật độc ác thì mình sẽ không cần cái mục này đâu. Đấy, mình sẽ bỏ cái mục này. Còn cái hình này thì các bạn có thể chọn dáng đúng cho phù thủy, nhưng mà được rồi, cứ bình tĩnh. Cái phần này thì tí nữa lúc nào chúng ta thiết kế xong nhân vật, chúng ta có thể chọn vũ khí, thì chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ chọn cái dáng làm sao nó hợp lý hơn, đúng không? Tiếp tục đến phần tóc. Phần tóc ở đây thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn một, lần này chúng ta sẽ thiết kế độc ác các bạn, đúng không? Độc ác rồi thì cái tóc trông nó phải độc ác một chút. Đấy, mình nghĩ là cái kiểu tóc đầu tiên bia này có vẻ là độc ác rồi đấy. Ok, vậy thì mình sẽ quyết định là mình chọn cái kiểu tóc này. Đấy, nó bù xù ra một chút. Đây là các bạn để ý, đây là cái phần tóc ở đỉnh đầu nhé. Đấy, còn đây tiếp tục là ở cái phần dưới này, nó mới là cái tóc và mái này. Đấy. Đấy, chúng ta có thể chọn một cái kiểu tóc làm sao cho trông nó ác một chút. Đấy, chúng ta có thể chọn kiểu tóc này. Đấy, ngoài ra là còn có rất nhiều những cái kiểu tóc khác mà các bạn có thể lựa chọn ở trong này. Tùy theo các bạn thích cái tóc kiểu gì thì các bạn chọn cái kiểu tóc đấy thôi nhá. Không ép buộc là phải theo mình hay là các bạn ấy đâu, vì cái này nó là thỏa sức sáng tạo theo cái ý của các bạn. Cái kiểu tóc vừa nãy mình chọn đâu nhỉ? Đâu rồi? Nãy mình vừa mới chọn xong rồi, giờ nó lại đâu rồi, không biết nữa. Mình không biết là đâu rồi. Đến 13 này, 14 này. Vừa nãy mình có chọn một kiểu tóc rồi, nhưng mà mình không không nhớ là ở mục nào ở đây sao á. Có thể là mình sẽ chọn cái này đi. Kiểu trông nó bù xù một chút đấy các bạn. Nó mới giống ấy được. À, đây đây kiểu này đi, chọn kiểu này nhá.
khi nhiều một tóc bắt mới chọn cái gì các bạn. Đấy, phần tóc mái thì chúng ta có thể chọn kiểu tóc của nó làm sao mà trông nó kiểu như là nó ấy kiểu này này. Đấy, kiểu có thể là kiểu này hoặc là kiểu này. Đấy, chọn kiểu này nha. Mình có thể chọn tóc màu đen, các bạn có thể chọn màu cho tóc. Ở đây mình sẽ chọn màu tóc là ở đây là màu tóc màu đen. Đấy, mình sẽ chọn màu tóc màu đen đen một chút. Kiểu như nó làm tối sầm cái mặt xuống đấy các bạn hiểu không? Đấy, tiếp tục là đến phần này thì cũng có thể chọn màu đen luôn. Phần này thì có thể màu đen này. Phần này chúng ta cũng có thể chọn đen này. Nhưng ở phần bên dưới này thì mình chưa hiểu. À đây, phần bên dưới đây. Đây, có thể các bạn chọn nó hơi ánh màu một chút. Hoặc là hơi nâu một chút các bạn. Cho nó đừng tối quá nhìn trông nó xấu lắm. Quái hoặc là một tím này, mình thấy một tím này có vẻ thật độc ác này. Đấy, phần trên này thì mình có thể cho nó hơi nâu sạm một chút. Đấy, kiểu này đây. Kiểu mụn phù thủy độc ác các bạn hiểu không? Tiếp theo chúng ta sẽ đến mắt. Cái phần mắt này nó thể hiện rất nhiều này. Đấy, phần mắt này nó quan trọng này. Cái phần mắt cũng là một phần khá là quan trọng. Đợi mình chút nha, mình chỉnh lại cái âm thanh ở bên ngoài thì chỉnh lại âm thanh tí nghe nó cứ hơi rè rè. Ok, chúng ta quay trở lại nào. Bây giờ mình sẽ chọn một kiểu mắt. Đấy, một chúng ta sẽ chọn một cái kiểu mắt trông nó ác độc một tí. Đấy, có thể là kiểu mắt này và kiểu mắt trông nó bị dữ tợn một chút, các bạn hiểu không? Kiểu này sao lại một bên mắt này một bên mắt kia vậy? Kiểu này thì trông hơi ghê quá. Mình sẽ tìm kiếm kiểu khác xem nào. Trông nó phải áp áp một chút, các bạn hiểu không? Vẫn chưa tìm được kiểu nào ưng ý một chút nhé. Mình thấy một vài kiểu nhưng mà mình chưa ưng lắm. Đấy, kiểu này cũng được nhưng mà chưa đủ ác các bạn. Kiểu này thì ác quá, kiểu này là kiểu zombie rồi. Đây, chúng ta có thể chọn kiểu mắt này. Kiểu mắt trông nó nguy hiểm một chút các bạn hiểu không? Logo xuống đấy. Ok, xem có được không nhỉ? Hai kiểu này sao? Không ổn, kiểu này mình thấy không ổn cho lắm. Đây, mình sẽ chọn kiểu này, có đôi mắt vô hồn nhỏ nhỏ. Tiếp tục đến phần lông mày, chúng ta có thể kéo xuống. Đấy, phần lông mày chúng ta có thể chọn tùy kéo xuống hoặc lấy lên gì đó. Cái này là tùy thôi, tùy các bạn. Có rất khá là nhiều kiểu lông mày ở đây. Có thể không chọn lông mày cũng được, không cần quan trọng. Của mình cũng thấy không quan trọng cho lắm, chắc nó chỉ có một bên thế này. Khỏi đi, bỏ phần lông mày đi. Nhưng mà không có lông mày nhìn ác quá. Hay là như này ta. Như này trông cũng không đẹp lắm. Đây, tạm thời như này đi. Tiếp theo đến phần mắt thì chúng ta sẽ chỉnh cho phần mắt nó làm sao cho trông nó tối tăm lại một chút. Mắt kiểu mắt nó phải áp một tí các bạn hiểu không? Mình ở đây thì mình chưa chọn được kiểu mắt là nhìn nó cái gì vậy? À, đây các bạn có thể chỉnh cả đảo mắt này. Đấy, đảo mắt lên đảo mắt xuống này. Có cả cái vòng mắt này này. À, hiểu nha. Cái gì này? Ok.
Phần mắt thì mình sẽ chọn cái đầu lâu hoặc cái gì đó, hoặc là không cũng được, không cần đi. Phần màu mắt thì mình nghĩ là mình sẽ chọn mình sẽ chọn cái màu màu mắt. Mình sẽ chọn cái màu mắt đó là cái màu đỏ đỏ. Đấy, màu đỏ. Đấy, chúng ta sẽ chọn cái màu mắt màu đỏ. Kiểu đỏ 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 như máu ấy các bạn. Đấy, chọn màu này đi. Còn là phần này thì mình sẽ chọn cho nó cái nhân là màu đen. Đấy, nhìn nó phải lên cái sự ác độc, màu đỏ lòm, mắt đỏ mà. Nếu mà chúng ta đã làm một đôi mắt thì tôi nghĩ là chúng ta không nên đeo che kính nữa. Tại vì nếu mà làm một đôi mắt rồi mà đi che kính đi nữa thì nó lại thành công cốc đúng không?